Khoảnh khắc đầu tiên ở đó là sự thật được quyết định. À, là first mover up rút. Không, mình nhìn vô quá là mình thấy thích rồi, mình mới được tìm hiểu, không đi ngang mà giờ mà không ưa là ai tìm hiểu gì nữa. Giờ có thương hiệu mà tôi không ưa ông à. Cô gái mà nhìn đẹp cái lúc đầu mới ấy còn thế. Không á. Thích cái là thầy em nói thua. Ủa cô ấy thôi chứ bây giờ anh lên bộ thì quá này. Không. Tất cả là như vậy hết. Không có cái loại khác. Rồi, em đấy. Sai, em có sai. Đó là đúng rồi. Con nghĩa hai vợ chồng em. Nhiều mẫu mã khác nhau. Hai vợ chồng. Nó làm nó mà hại như vậy hết. Hai vợ chồng. Cái là hàng của mình là chắc là theo tiêu chuẩn. Nhưng mà cái chìa khóa của anh lúc này nó phải em cãi nữa là chặt bắt yên không vừa nay cháu một cái thiết kế đã là bao giờ thì anh cứ vô anh coi thì mà không bao giờ có thì em anh có nói sai chỗ nào đâu anh anh đi với ông rõ rồi vậy bây giờ anh đi với chồng nói nhỏ giờ năm giờ mấy rồi đó không biết liên quan gì em? Dạ, các cầu thủ xịn hết rồi, đỏ chói rồi. Ôi. Ví dụ như tự nhiên anh lên bên đá ta ra dầu lên nhỏ nổi rồi lại 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 mấy cây em khai mất một cái chìa khóa hoặc là nó bị hai hai vợ chồng em á cũng là một cái phương án một đường tốt. Nhưng mà nói về cái này là tôi cũng đang làm đồ hay là như thế nào đó mà từ chối chứ không phải là tóc cái sản phẩm mình đưa ra. Có nghĩa là cái sản phẩm nó phải tiến tấu đi. Tôi ngồi sơ tiến tấu đi cái này không hợp lý rồi. Tôi không hợp lý rồi. Thấy không? Cái dòng này là cái dòng là cái chỗ này đúng không? Chỗ này là riêng hai thằng này là chỗ này là phải mất bao thằng này. Bây giờ phải may chết rồi như thế này. Tại sao không may chết rồi tới đây? Tất cả nhiều thứ biến tấu mới chết rồi tới đây. Tụi em làm phải biến tấu mới hàng như vậy. Mày chết rồi tới đây. Mày chết rồi tới đây rồi. Đúng không? Cái dòng này nó mày chết rồi tới đây. Đúng không? Mày chết rồi tới đây rồi. Để mình đó là cái con mình trở lại cái này là thằng khách hàng á, thằng nó đi chính ở đây rồi đó. Mình không có thiết, mình không có thiết chỗ này. Không thiết, tại vì cái thằng đó nó may không may thì nó cũng như vậy đâu. Mày mà không biết nha. Chiều chuộng một khách hàng cho nó đẹp trưởng chu. Bây giờ là tôi không biết gì có từ cái trên này vào nữa. Mà bây giờ là tôi nhưng mà cái ý của tôi là cái thị trường. Tôi không may vậy là ý cái xu của tôi rất là ý tôi là cái ý của tôi là cái ý thị trường một cái ý một cái người khi người ta nhét xong người ta mới không phải không chọn cái xong cái chọn cái gì cho mai chọn khi người ta nhét xong chọn nói cái thằng này là mình thường riêng rồi mà hiểu không? Em có tiền không? Là mình cầm cái này thôi. Không phải. Chứ sao? Đó, tôi là vậy. Tôi là vậy. Nói nhọc từ trưa tới giờ. Đúng rồi, đâu có gì. Ông chết. Nhưng mà một thùng. Chơi này mày dắt cho đây này một xíu rồi. Hai thùng, ba thùng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà giờ tôi nhìn vô là thấy mình làm là mình lấy bằng. Nhậu xong là ra đây liền nha mấy bà con. Phi thể thao. Ô. À trời, âm u quá, gió to quá. Chết trời, yếu cầu quá chết rồi. Đây là cái gì mà cứ còn lớn để mà cái gì thẻ nó máy hết rồi không máy gì nữa phải nghiên cứu máy gì nữa. Đó là mình phải đột phá cái này chỉ có may lên bọc thêm đây.